Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình, là mình đây, từ từ bá đạo lắm người nha. Xin anh em của game Poke đã chiến nhận mình đây, từ từ bá đạo với các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa phải video, chứ anh em xem video về của like share, đăng kênh, nhưng khi phải mình xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì trước khi vào video thì có một tin vô cùng buồn các bạn, thật sự rất là buồn luôn anh em. Chán thật sự các bạn, trời ơi. Tôi vừa mới bữa đã bảo anh em rồi, đừng có bỏ game, trời ơi, chơi thì chơi vui mà, tôi có bảo gì đâu. Tôi không hề bảo gì anh em hết ạ, tôi vẫn bảo anh em là chơi nó phải như vậy nó mới vui. Đấy, trời ơi, lúc mình ăn được người ta thì kho gì, ho, người ta thì nhỉ, ho ra máu mà, thì quên lộn gì nhỉ, cái gì, ho gầm 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 ra lửa rồi phun ra gì đấy anh em, tôi quên mất rồi. Nói chung là lúc mà ăn được người ta thì lỗ to lắm mà, sao vừa mới nghe tin tôi bảo là tôi chỉ bị bán hành cho cái này. Buồn anh em, tôi vừa hôm nay vào bạn bè em thấy mất đi một người bạn rồi anh em ạ. Trời ơi, mất đi một người bạn vô cùng quan trọng, yêu thương, thân thiết, tha yêu thương của tôi. Tại sao lại hủy bạn với tôi? Trời ơi. Buồn thật sự, vừa mới nghe tin tôi bảo thế thôi, đam. Đấy, may còn chưa bỏ game, mong sao bạn ấy không bỏ game là được rồi anh em. Ít nhất là ham chơi đi, chứ đừng bỏ game ạ. Trời ơi, mới nói thế thôi mà. Chơi game thì phải có tinh thần thi đua như thế chứ. Ai nói gì đâu, bảo thế bây giờ bạn ấy bảo là bạn ấy nổ, bạn ấy bảo là tôi cày gà. Bạn ấy là ngày nào cũng bục tôi được, ngày nào bạn ấy cũng đánh tôi được thì là tôi chỉ bục đánh lại bạn ấy rồi, thì bạn ấy lại sợ quá, bạn ấy bỏ game, bạn quên may bạn ấy không bỏ game anh em, nhưng mà bạn ấy bỏ cái bạn với tôi. Buồn thật sự anh em. Trời ơi. Tao lại đối xử với nhau vậy, một tin vô cùng buồn luôn anh em. Tôi không biết nói gì giờ. Thôi thì mấy nữa thì thôi thì không cùng ở bạn bè thì tôi cũng thôi, cũng chả biết sao nhưng thôi. Sau tôi vẫn sẽ có một bản comeback để bán hành lại cho tất cả anh em trong server bữa giờ bán hành cho tôi, các bạn yên tâm. Tin này thì rất là buồn cho nhiều anh em ở bên kênh tôi đấy. Bữa giờ đều mong chờ cái clip mà tôi bán hành lại cho một số anh em mà chê tôi gà, mấy các chê tôi cái yếu, cái cùi. Mà tiếc cái thì người ta lại sợ quá, tôi còn chưa kịp gì anh em đấy. Bình thường thì nổ rất to đấy. Hét nửa phun rồi gầm cú, rất là kinh khủng luôn. Trời ơi, tôi vừa nói câu thôi à. Tôi vừa bảo là chuẩn bị tôi bán hành lại cho cái là thôi xong, sợ quá hủy bạn bè. Mấy ông bỏ game không anh em, mong rằng không bỏ game nha. Nếu bỏ game là buồn lắm á. Như này thôi thì tôi nỡ hủy bạn bè thôi, có thể gửi lại tôi vẫn xác nhận không sao đâu, nhưng mà đừng bỏ game nhá, nhất là đừng bỏ game. Thật sự luôn, bạn mà bỏ game là tôi buồn lắm luôn á. Lâu lâu mới có một cái server mà đông đảo anh em chơi mà cơ bản là giữ được cái tinh thần cày cuốc mà không phân lối là như thế này anh em, nhất là một suốt ngày bục chat nhau thì tôi thấy rất là vui. Thật sự cái game là phải cái tinh thần này nhưng mà rất là buồn anh em. Thôi bỏ qua đi, chúng ta cùng đến với vấn đề ngày hôm nay anh em nào. Tiếp tục hành trình đưa top server 999 anh em, lại được 4 cánh mì các bạn, ngon cơm này, ngày cuối rồi tiêu luôn hai đĩa. Uầy, đúng ý tôi luôn anh em, vừa ý mình ghê luôn á. Rồi được vàng này, thu vàng về rồi. Ok, bắt đầu nha anh em nha. Xem nào, chúng ta sẽ qua trang phục mặc quét à. Em tôi nó vừa bảo tôi là anh ơi tố tích kim cương đi, đợi đủ bao nhiêu ca nhỉ, tôi quên mất rồi, nó bảo là đủ 20k, 12k thì tiêu luôn. Nhưng mấy ngày hôm nay tôi đều phá kim cương rồi các bạn. Đấy, mấy ngày hôm nay đều cứ đi quét kim cương nhà rồi, sấy luôn anh em. Thế là từ bữa là tôi sấy cũng hết khá nhiều rồi, thế là cũng không còn nữa. Đã là buồn nhưng thôi không sao. Thôi thì em tôi nó lên trước cũng được, mình đuổi sau anh em, để cho anh em đi trước. Chơi về lâu về dài mà các bạn, đâu phải chơi ngày 1, ngày 2 đâu mà bục chắt nhau được. Hôm nay cười ngày mai mếu cái này là đã sợ rồi. Các bạn phải nghĩ là ngày hôm nay các bạn lên được trước thì các bạn đánh được người ta, thì ngày hôm sau người ta lên được người ta đánh lại bạn, rồi sau bạn lại có tinh thần đấy, để anh em có tinh thần đua nhau chứ. Vừa mình đánh được người ta hôm nay, hôm nay hôm sau người ta lên đấm lại mình thì sợ quá, để bỏ chạy thì buồn lắm, thật sự luôn ạ. À. Ok, hôm nay thì vẫn như mà hôm thôi. Hôm nay thì hai ngày hôm nay nhá, mới có hai ngày hôm nay thôi, không lấy bạn để bảo tôi vận chuyển suốt ngày, tôi không nhiều kim cương vậy đâu. Tôi bên gùi tôi có 10 kim cương đấy các bạn đấy. Tuần này mới kiếm được một bó đài mới có 10 kim cương thôi, bên tôi không có quà gùi nhiều nhưng chú khai anh em nên là kim cương tôi rất là hao hẹp. Mấy hai ngày hôm nay tôi mới dám mang kim cương ra vận chuyển mà toàn bị cướp này. Thẻ cái server này bắt nạt tôi sợ luôn ạ. Bắt nạt đến nỗi sợ luôn anh em. Thẻ bên này cố gắng ngày một cấp thôi. Làm cái gì cũng bị bắt nạt ạ. Trời ơi, vận chuyển là cứ nhằm tôi đánh cướp à. Xong rồi kiểu như rủ nhau ấy, không hiểu khi tôi nghĩ nhiều khi chắc nghe tin bản thân nó vận chuyển người vào cướp đi ạ. Đây PK hôm nào cũng toàn mấy ông nạp cứ rất tốt, xong nào đánh tôi xuống luôn này. Tôi đảm bảo luôn, bởi vì nếu mà mấy anh em ngang tầm ấy đánh tôi rất là khó, nhưng mà đây trừ mấy ông top nhảy xuống là đánh tôi xuống thôi. Nhưng sao? Trời ơi, phải vậy anh em mới sao tôi lên được rồi, nếu không đánh được tôi mới buồn cười. Tôi đang chờ ngày đấy anh em. Biết từ từ. Từ từ để xem nào, hôm nay có gì để nâng cấp không? Tình hình là tôi vừa mới lên cấp đúng nhỉ? Vừa lên cấp anh em, yep luôn. 68, lên 68 rồi anh em.
lên 68 rồi các bạn ơi. Đó, cứ duy trì thể trạng mỗi ngày một level, một level thôi anh em. Tới lốt này thôi, ngày mai tôi không tiêu nữa. Ngày mai thì tôi tiêu đợi đến thứ 3, nghe bảo thứ 3 tuần này nếu mà có tiêu đĩa nha, nếu mà có tiêu đĩa thì thứ 3 tuần này tôi sẽ đẩy đĩa. Thì hôm nay tôi sẽ là vận chuyển tiếp, thì chắc thứ 3 đến thứ 4, tầm thứ 4 tuần này thì tôi lên 7x anh em. Tầm đấy. 982k rồi. Mấy đồng này lên được 1 triệu điểm được chiến không? Nào, tôi nói là tôi không thói quen tích anh em nhá. Có nhiều tôi bục chat bấy nhiêu luôn. Thói quen là vậy các bạn. Tôi là không có thói quen nữa là tích để mình ấy đâu. Tôi quen vậy. À khoe qua tí ít chiến tích sáng nay này anh em này. Đúng máy này rồi, tôi tưởng sáng tôi bắt nhầm máy kia anh em. Đây. Sáng thì tôi có lượn qua Mekong nhưng mà bắt không được mấy cháu cần các bạn, bắt được có mấy con này thôi. Đây, về game anh em đội vào đây cũng có mà đây này. Đây sáng thì đây tôi giữ lại, tôi định nhận rồi mà giữ lại cho anh em xem này. Đây sáng 1 2 3 4 bắt được thêm 4 cháu Pokemon mới đấy. Sáng thì định không bắt, quên định bắt cháu Kakuram nhưng có hai vé sẽ vào vớ được mấy con bé lần lạ mà bắt thôi, chứ đợi Kakuram biết đến bao giờ bắt được anh em. Nói vậy chứ khó lắm chứ không phải dễ đâu các bạn. Ok, con đường huấn luyện nào. Hôm nay thì xem nào, chúng ta sẽ tẩy dòng Speed Speed tôi có tận 3 cái lận, thằng nào tẩy bữa giờ nó chưa ra là vậy anh em. Tôi cũng có con này, tôi cũng có cái con đây này.
nhưng mà kiểu băn khoăn đấy, không biết chơi hay không. Thấy các bạn này chơi thấy hay phết, đợi bảo truyền qua, nhưng mà mấy anh em mà thôi truyền làm gì anh. Đây mà không thôi khỏi. Tôi cũng tính tôi cũng hay lười các bạn. Nhưng thấy con này đánh được này, con này đánh nghe ổn các bạn, nghe ổn áp thật sự luôn á. Ừ, gần may luôn màu nút ra đâu bạn kìa, cố lên. Đừng để nút ra nó trốn. Ừ, đừng để nút ra đâu bạn trốn, hay quá. Ừ, bình thường có thể thua nhưng auto quên. Bình thường có thể thua nhưng mà tôi đang quay video thì nhất định thắng. Cố lên nào, toàn team. Bình thường test toàn thua anh em nhưng hôm nay quay video nhất định phải thắng. Ừ, hợp lý. Ở vậy thôi, tí đoạn sau này mới thố này, bạn này không có thời gian đánh đâu. Về sau này em tôi gần như là toàn đứng cho đội bạn đánh, là con hệ điện kia nó múc tí bay vào hết tem giờ mà. Tôi test mấy lần rồi. Bạn này tôi hay test nhất này. Kiểu tôi thấy khoái con đấy con hệ hồ này anh em này, thấy đánh hay quá. Test miết mà đang băn khoăn thì mới lên chơi không. Cứ đắn đo mãi. Mình cứ nghĩ này kia anh em, thì ra là cứ đắn đo. Ui giời, quả này con rồng toang rồi này. Đây cháu rồng chính thức toang này. À, rồng tôi sống được qua nhịp đấy mới sợ các bạn. Được. Được của lói meme. Công ty nào? Chỗ công ty không có giá trị rồi. Úi giời. Ô được, 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 được. Hay, hôm nay quay clip win được là ngon rồi anh em. Quay clip win được là được rồi. Nó là bình thường test có thể thua nhưng mà một khi tôi quay clip thì nhất định là thắng, hợp lý. Ok, win. Nói chung thì cũng điểm qua sơ sơ ngày hôm nay thế thôi anh em, nhưng mà một tin rất là buồn luôn thật sự. Thôi anh em sao được cho sao thì thiếu chị thì chợ vẫn vô đông anh em, không có chị thì chợ vẫn vui thế thôi, không có bạn ấy thì vẫn còn nhiều bạn khác để tôi test làm sao anh em. Ok, nói chung thì video ngày hôm nay thì thôi tạm thời kết thúc đây thôi anh em nhé. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo và chuẩn bị comeback Never 7X nào anh em. Giờ thì bye bye.